Hello, chào mừng các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu channel của bà Tám Cari. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ ca thêm một bài giọng cổ nha. Bài giọng cổ mang tựa đề là Bâng Khuâng Kỷ Niệm của tác giả Kim Phượng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Oh,
giờ cho nên mãi về sau anh và em hai ta sẽ là một. Giờ bám với hình mình vỡ mộng mơ, sao bây giờ hồ tan nghèo rã. Người thân xin chào tạm biệt, bye bye.